Thì thấy chia sẻ Phật pháp không? Muôn biến dạng hóa đúng không? Nên nhiều người nói thiệt, thầy nói thầy học lớp 3 con không thể nào tin. Những đức nói quý vị phải tin, nhờ học lớp 3 mới giảng được gì. Thấy không? Những đức gói gọn tất cả những cái sở học thế gian, những đức phát huy cái sở học sức thế gian. Khi cái sở học sức thế gian đã phát triển thì cái sở học thế gian tự phát triển. Thật sự mà nói, cái ánh sáng của bóng đèn giỏi lắm chỉ gọi sáng cho một cái khung gian nào đó, chứ cái ánh sáng của mặt trời thì sẽ gọi cho vạn vật ở trong cõi nhân sinh. Còn nếu như dùng quang minh của Phật thì bao trùm luôn 10 phương khắp pháp giới.